Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật giá cà phê của kênh Cô Ba Sài Gòn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới, một tuần mới đầy năng lượng, mọi công việc đều thuận lợi. Nếu là lần đầu đến với kênh xin hãy ủng hộ kênh một đăng ký và nhấn chuông để dễ dàng theo dõi cập nhật giá hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê thế giới rạng sáng ngày 8 tháng 3 năm 2024 được cập nhật trên sàn giao dịch Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MSV như sau. Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn Luân Đôn lúc 4 giờ 12 phút ngày 8 tháng 3 năm 2024 duy trì mức tăng từ 55 đến 72 USD tấn so với phiên giao dịch trước, dao động từ 3049, 3.460 USD tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 5 năm 2024 là 3.381 USD tấn kỳ hạn giao hàng tháng 7 năm 2024 là 3.271 USD tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 9 năm 2024 là 3.189 USD tấn và kỳ hạn giao hàng tháng 11 năm 2024 là 3.096 USD tấn. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 8 tháng 3 năm 2024 tiếp tục xu hướng tăng, mức tăng từ 2 đến 3% so với phiên giao dịch trước. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 5 năm 2024 là 192,20 sen LB, kỳ giao hàng tháng 7 năm 2024 là 189,90 sen LB, kỳ giao hàng tháng 9 năm 2024 là 189,00 sen LB và kỳ giao hàng tháng 12 năm 2024 là 188,55 sen LB. Giá cà phê Arabica Brazil sáng ngày 8 tháng 3 năm 2024 sắc xanh chiếm ưu thế, xu hướng tăng được duy trì so với phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 3 năm 2024 là 239.55 USD tấn, kỳ giao hàng tháng 5 năm 2024 là 231.00 USD tấn. Kỳ giao hàng tháng 7 năm 2024 là 235,80 USD tấn và giao hàng tháng 9 năm 2024 là 226,00 USD tấn. Cà phê Robusta giao dịch trên sàn ICE Futures Europe, sàn London, mở cửa lúc 16 giờ và đóng cửa lúc 0 giờ 30 phút hôm sau, giờ Việt Nam. Cà phê Arabica trên sàn ICE Futures Mỹ, sàn New York mở cửa lúc 16 giờ 15 phút và đóng cửa lúc 1 giờ 30 phút hôm sau. Giờ Việt Nam. Đối với cà phê arabica giao dịch trên sàn B3 Brazil sẽ mở cửa từ 19 giờ đến 2 giờ 35 phút hôm sau, giờ Việt Nam. Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 4 giờ 12 phút ngày 8 tháng 3 năm 2024 như sau, giá cà phê trong nước tiếp tục tăng cao và lập đỉnh giá mới mức tăng khoảng 1.800 đến 2.300 đồng trên kg, vượt mức 90.000 đồng trên kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 89.900 đồng trên kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 90.400 đồng trên kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá khá cao với 89.700 đồng trên kg. Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 90.400 đồng trên kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà. Cà phê được thu mua với giá 89.000 đồng trên kg. Giá cà phê hôm nay, ngày 8 tháng 3 tại tỉnh Đắk Lắc, ở huyện Cư Mg Cà phê được thu mua ở mức 90.200 đồng trên kg, còn tại huyện Ia Hát Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 90.300 đồng trên kg. Tổng cục Thống kê Việt Nam ước báo xuất khẩu cà phê trong tháng 2 chỉ đạt 160.000 tấn, giảm gần 20% so với cùng kỳ, do có kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm Giáp Thìn kéo dài. Hiệp hội Cà phê Ca Cao Việt Nam, Vicofa, ước tính sản lượng niên vụ hiện tại 2023 trên 2024 giảm thêm 10% so với vụ trước. Trong khi giá cà phê tại thị trường nội địa Việt Nam hiện rất khó mua, thương mại phải đẩy giá lên rất cao. Dữ liệu báo cáo của Ice Europe cho thấy tồn kho cà phê Robusta được sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát giảm thêm 1.180 tấn, tức giảm 4,81% so với một tuần trước đó, xuống đăng ký ở mức 23.350 tấn, khoảng 389.167 bao, bao 60 kg, tiếp tục đứng ở mức thấp từ năm 2014. Bản tin của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày mai thân ái chào tạm biệt